Ok, hôm nay em xin phép anh Long ở Hà Nội được unboxing, đập hộp kiểm tra cho anh Yamaha A5R chính hãng, một tuyệt phẩm mà em vừa giới thiệu trên YouTube. Ok, em dựng giúp anh lên cái đàn. Kiện đàn nó to, bề thế hơn. À, em so sánh với kiện Tây Taylor bên cạnh. Đó, ui. Đó, bề thế hơn cả kiện Taylor. Rồi, với các tem thông số rất là nhiều. Cây này sản xuất 2021 luôn, với số seri là IHK276A. Đó. Rồi, tất cả nguyên đai nguyên kiện, chưa bóc ra gì hết. Đó, chúng ta liêu một vòng xem. Cây này thì mình vừa mới làm clip review, và đây đang là một món rất hời cho các bạn. Rồi, bây giờ em support anh, em đặt xuống. Chúng ta cùng unboxing cho anh Long. Rồi, đóng gói kiểm tra sớm, ship sớm cho anh nhận. Đó. Free ship tận nhà, với chính sách ship đảm bảo nha các bạn. Tức là nhận hàng các bạn chắc chắn phải nhận một cây đàn. Ok, không có vấn đề gì cả. Rất to và bề thế, tiền ship khá lớn đó nha mọi người nhé, chứ không phải không đâu. Đây là tí nữa là shop sẽ đóng gói, là sẽ nhồi thêm mút, là cái kiện này nó sẽ thành to thêm một chút nữa. Mặc dù là đã có hát cây để bảo vệ cây đàn rồi, nhưng sẽ quấn thêm mút để bảo vệ hát cây, sau đó sẽ nhồi thêm tất cả mút vào những khoảng trống ở bên trong và quấn mút bên ngoài để bảo vệ cái hộp giấy cắt tông này. Đó, bên mình thì rất kỹ càng trong khâu đóng gói và ship đi chuẩn bị nữa. Đó cũng là lý do tại sao khách hàng ở bên Nhật Bản, xứ sở sản xuất ra cây đàn này, nơi để ra cây đàn này, mà khách hàng vẫn tin yêu để đặt hàng bên shop. Đó, chúng ta còn có hai cái lẫy rất to ở đây. Bật lên chúng mới mở được nắp. Đó, rồi, rất quen thuộc. Đó, tem bảo hành, tất nhiên là tem bảo hành thì cũng phải trùng số seri. Số seri ở đây là IHK276A. Rồi, em tiếp tục support anh để có cái đàn ra. Đó, xịn sò như vậy đó. Mình phải đặt hàng từ 2020 để năm 2021 hãng Yamaha mới sản xuất và phân phối sang thị trường Việt Nam được, nếu không thì không đủ hàng để phân phối nhé các bạn nhé. Sách tay thậm chí không đủ hàng đâu, và cũng được cái là mình sẽ được thừa hưởng cái model hiện hành luôn. Đó, năm 2021 được sử dụng đàn sản xuất trong năm 2021, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây, quá là mới luôn, lung linh lên kia. Cái đàn này thì bán cho anh nào về đầu hộp cũng khen là nhìn thực tế vẫn đẹp hơn rất nhiều so với quay clip. Đối với những sản phẩm mang tính chất điêu khắc tinh xảo thì chúng ta vẫn phải nhìn bằng mắt trực tiếp, ta thấy hết được cái đẹp. Trời, vàng ươm xịn sò. Đó, mới có chuẩn bị, mặc dù là rất hiếm, phải nói là chưa từng gặp luôn cây đàn khủng nào của Yamaha mà bóc ra có đúng được vấn đề, nhưng mà đúng quy trình là chúng mình vẫn phải kiểm tra rất kỹ, không có một vấn đề gì thì bắt đầu là thay dây LEC. Em quay một vòng đi, vì anh Long muốn thay một bộ dây LEC êm hơn, tại vì anh cho con trai anh tập, mà mới tập thì nên dùng một bộ dây êm hơn. Đó, là sao một vòng chậm thôi, em đẹp em có quyền mà. Đó, trời, các bạn thấy nó bóng không, gỗ tự nhiên sơn. Rồi, quay một vòng nữa, cứ quay nhiều vậy, chiếm trọn spotlight. Đó, quay gì vậy, là không có gì để chê luôn, hàng mới, hàng hiệu mới sản xuất, sau đó lại đập hộp full box, không còn cái gì tuyệt vời hơn. Rồi, chúng ta cùng xem cái số seri ở đây nhé. Đó, IHK276A.
Đấy, ok. À, ngăn phụ. Nhiều người còn không để ý đây có ngăn phụ này. Đó, thêm giấy tờ. Hai cái gói hút ẩm luôn. Thì những ngày trời Hà Nội nồm ẩm đấy, anh Long giúp em để một cái gói này ở trong thùng đàn, kẻo nó bị ẩm gỗ các thứ. Còn một gói thì mình có thể để ở đây. Đó, để cho trong cái HK này nó luôn duy trì một cái độ ẩm cho phép. Rồi, các cái này thì đã review quá rõ ở trong clip review chi tiết rồi. Quá rõ rồi. Ui, đẹp quá. Lần nào đập hộp cũng phải xịt xoa một tí. Rồi, bây giờ là khâu chuẩn bị kỹ càng để gửi cho anh Long. Anh Long nhận hàng, báo cho em yên tâm nhé. Yeah.